bạn, chào mừng mọi người đã quay trở lại với cái channel của Chiếm Đam Mobile. Và ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái clip để mà hướng dẫn mọi người cái cách trang điểm nhanh và ít tốn thời gian nhất. Và cái chính thì mình vẫn sẽ review về một cái sản phẩm mới vừa về bên Chiếm Đam Mobile, đó chính là gương trang điểm có đèn LED Golden Julie. Và bây giờ thì mình sẽ mở hộp và khám phá cái sản phẩm này trước, rồi sau đó mình sẽ bắt đầu make up nha. Và sau khi mở hộp thì đây là toàn bộ sản phẩm chính của chúng ta. Thì đây là một cái gương và kèm theo đó là một cái cáp sạc micro USB như thế này. Ở đây nó sẽ có một cái phần nơi để mà các bạn cắm cái cáp vào này, để mà chúng ta sạc. Tại vì cái gương này nó có tích hợp đèn LED, và cái đèn LED thì nó sử dụng pin ở bên trong, nên là khi mà sử dụng hết pin thì chúng ta phải sạc cái phần đèn này thì mới có thể sử dụng được. Và đây là cái sản phẩm chính của chúng ta, nó sẽ bao gồm một cái gương như thế này. Nó sẽ có hình chữ nhật. Và đầu tiên á, cái mà mọi người quan tâm nhất về cái chiếc gương này đó chính là cái phần chất liệu của nó. Thì cái chiếc gương này nó có cái phần ướp ngoài sau bên ngoài như thế này nè. Thì cái phần ốp này nó sẽ được làm từ nhựa ABS. Và cái nhựa ABS thì mọi người rất là quen thuộc với nó rồi, bởi vì người ta sử dụng cái vật liệu này để làm những cái thiết bị gia dụng ở trong nhà rất là nhiều. Nó không chỉ có độ bền cao và tuổi thọ tốt, nó còn có cái khả năng chống bám bẩn này. Đây là cái tính thẩm mỹ cao cho người dùng nữa. Tiếp theo đó chính là về kích thước. Thì cái chiếc gương này á, theo như mình đo được á, thì nó sẽ có kích thước là khoảng 21cm đối với cái độ dài và khoảng 15cm đối với cái chiều rộng của nó. Thì ở đây á, người ta sẽ tích hợp cái phần nút để mà mình tắt mở cái đèn LED ở trên cái phần gương luôn, thì chúng ta chỉ cần chạm trực tiếp vào đấy thôi. Và cái việc mà chúng ta phải thay đổi cái độ sáng như thế nào á, thì mình cũng hướng dẫn luôn cho mọi người là ở đây, khi mà các bạn mở lên thì chúng ta chỉ cần nhấn giữ và nó sẽ tối từ từ lại để mà phù hợp với cái độ sáng của mình ấy. Nên khi mà các bạn nhấn và giữ cái phần đèn LED như thế này này, mà chúng ta nhấn giữ thì nó tối đến cái mức độ mà các bạn cảm thấy phù hợp, thì chúng ta sẽ lấy tay ra thì nó sẽ dừng ở cái độ sáng đấy. Và khi các bạn tắt và các bạn mở lại thì nó sẽ trở lại cái ánh sáng ban đầu của mình. Và ở đây sẽ là cái phần G để mà chúng ta dựng gương lên này. Và chúng ta không cần phải dựa nó vào bất kỳ cái vật gì hết, mà chúng ta chỉ cần dựng lên như vậy thôi. Nó sẽ chiếm rất là ít cái diện tích của mình này, và chúng ta cũng có thể dễ mang theo khi mà chúng ta đi du lịch hoặc là đi dạo ngoại nữa. Và ngoài cái việc là làm một cái gương trang điểm á, thì khi mà nhà mất điện này, khi mà các bạn cần đèn để mà rọi đường đi hay gì đấy, thì chiếc gương này vẫn có thể hỗ trợ được trong cái bảng là đèn LED. Bởi vì cái đèn LED chiếu sáng nó theo tiêu chuẩn là nè, nó không những làm bừng sáng khuôn mặt của mình khi mà mình soi gương để trang điểm này, và nó còn có thể rọi sáng được để mà chúng ta có thể sử dụng nó như là một cái đèn bàn hoặc là một cái đèn pin luôn ấy. Và thêm một điều nữa đó chính là ở cái phần đèn LED ấy, mặc dù là đèn LED sử dụng pin nhưng mà các bạn đừng lo về cái dung lượng pin của nó. Vì LED sử dụng viên pin với dung lượng là 1200 mAh, nên là nó sẽ cho một cái thời gian sử dụng rất là lâu, và các bạn có thể mang đi cả ngày dài và sử dụng bất kỳ nơi nào, mọi lúc mọi nơi luôn, và không cần phải sạc cái phần pin này thường xuyên như thế. Và hôm nay thì mình cũng sẽ quay thử một cái clip make up mà dựa trên cái chiếc gương được tích hợp đèn LED như thế này, xem như thế nào nhé. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu trải nghiệm make up dựa trên chiếc gương này. Vừa rồi thì mình cũng đã làm một clip nhỏ để mà review cũng như là hướng dẫn mọi người sử dụng cái chiếc gương này, và trải nghiệm của mình sau khi mình sử dụng chiếc gương này thì mình cảm thấy rất là thích và rất là thú vị đối với cái
đối với những cái tính năng mà gương nó mang lại. Vì ngoài cái việc mà mình hay ngồi trước gương make up xong á thì mình vẫn hay sử dụng điện thoại để mà selfie, thì cái chiếc gương này nó còn hỗ trợ thêm cho mình một cái phần đèn để mà mình có thể tán flash vào mặt á, để mà selfie, để cho có những cái tấm ảnh xịn sò và chất lượng hơn. Và nếu như mọi người cũng thích cái chiếc gương này giống mình thì các bạn còn chơi gì nữa, hãy đến ngay nhựa showroom của Chiếm Đầu Mobile này để chúng ta có cơ hội trải nghiệm và mua sản phẩm về dùng này. Còn những chi tiết khác của sản phẩm thì mình sẽ để vào phần link bên dưới phần mô tả video. Trước khi đi thì đừng quên nhấn like và subscribe cho channel của Chiếm Đầu Mobile nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.